đồng tu tu tập đã lâu đều biết. Điều thứ nhất trong tu hành là phải dốc sức hiếu thảo với cha mẹ. Địa Tạng Bồ Tát tượng trưng cho lòng đại hiếu. Tu hành phải bắt đầu từ chỗ này. Chẳng hiếu thuận cha mẹ, làm sao có thể thành Phật, làm tổ được. Hiếu thảo với cha mẹ, tôn trọng thầy, đó chính là cung kính, cúng dường Địa Tạng Bồ Tát. Từ bi với hết thảy chúng sanh, đấy là cung kính cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, dùng tâm từ bi vô điều kiện để giúp đỡ hết thảy chúng sanh, chính là thật sự lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát, thật sự cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Người niệm Phật cũng kiến lập trên cơ sở này. Huống chi vô cùng vô tận ý nghĩa được bao hàm trong một câu Phật hiệu này, hiểu được càng nhiều, đương nhiên càng tốt đẹp. Nhưng chẳng hiểu cũng không sao cả. Chẳng hiểu thì chỉ cần lòng tin chân thành, phát nguyện thiết tha, suốt ngày từ sáng đến tối chẳng quên một câu Phật hiệu này, cũng đều có thể thành công. Còn cách niệm Phật như thế nào ư? Đây là một vấn đề rất quan trọng. Người niệm Phật nhất định phải có công khóa sáng tối nhất định. Công khóa sáng tối nhất định không thể thiếu khuyết. Hàng ngày đều phải làm đúng như thế. Khóa lễ sáng tối phải tùy theo hoàn cảnh của chính mình mà định. Nếu chính mình công việc bận túi bụi, hãy ước định ít hơn một chút. Lập ra nhiều, lúc quý vị bận biểu sẽ bỏ sót công khóa. Điều này không hay lắm, vì công phu của quý vị bị gián đoạn. Vì thế, người quá bận biểu có thể dùng cách thập niệm. Sáng sớm thức dậy, súc miệng, rửa mặt xong xuôi, liền lạy Phật. Trong nhà có thờ tượng Phật, bèn đối trước tượng Phật niệm 10 niệm. 10 niệm là chắp tay niệm hết một hơi thì gọi là một niệm. Không câu nệ Phật hiệu nhiều hay ít. Niệm 10 hơi. Đó là nói về người rất bận rộn. Nếu người rất rảnh rang, có thể chiếu theo phương pháp ghi trong Tây Phương Công Cứ. Buổi sáng dùng thời gian cháy hết 1 cây hương, tức là 1 tiếng rưỡi. Người già hay người nghỉ hưu có thể dùng phương pháp này. Niệm 1 biến A-di-đà kinh, 3 biến chú giảng sanh, niệm 1000 câu Phật hiệu, lạy Phật 100 lạy. Cách này hết sức hay. Khóa chiều cũng làm như thế. Trừ khóa tụng sáng tối ra thì gọi là 8 khóa, tức là không có số lượng nhất định. Niệm càng nhiều càng hay. Bí quyết niệm Phật là chế phục phiền não. Chúng ta chưa đoạn phiền não được, chưa có năng lực ấy, nhưng nhất định phải chế phục phiền não. Ý niệm phiền não vừa khởi lên, ngay lập tức phải nhận biết, thay thế nó bằng Phật hiệu. Ví như thuận cảnh, cảnh giới xứng tâm vừa ý hiện tiền, sanh lòng hoan hỷ. Tâm hoan hỷ chính là phiền não chẳng bình thường đúng mực. Hãy lập tức thay nó bằng A-di-đà Phật, dằn ép sự hoan hỷ ấy, chẳng để cho tâm hoan hỷ tiếp tục tăng trưởng. Đó là công phu Phật hiệu đắc lực. Nghịch cảnh hiện tiền, đó là cảnh giới chẳng như ý, dấy lên tâm sân khỏe, trong tâm chẳng vui sướng, đó là phiền não. Ý niệm ấy vừa khởi lên, lập tức thay nó bằng A-di-đà Phật, chẳng để cho ý niệm sân khỏe tiếp tục tăng trưởng, chèn ép nó. Niệm Phật như vậy mới đắc lực. Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối đãi người tiếp vật,
Tâm thường giữ được sự bình tĩnh, đó là bí quyết niệm Phật. Nếu quý vị không hiểu đạo lý, dẫu Phật hiệu suốt ngày từ sáng đến tối không gián đoạn, trong tâm vẫn là mừng, giận, buồn, vui luôn luôn hiện hành, thì Phật hiệu chẳng có tác dụng gì hết. Dẫu niệm nhiều vẫn chẳng thể chế phục phiền não, chẳng chế phục phiền não sẽ chẳng thể vãng sanh. Quý vị phải hiểu, vãng sanh là đại sự, những chuyện khác trong thế gian là lông gà vỏ tỏi, chẳng đáng nhắc tới. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, trong đời này gặp được pháp môn này, nếu chẳng sốt sắng, chẳng thể nắm vững, bỏ uổng đời này. Phí uổng đời này thì trong tương lai chẳng biết phải đợi đến kiếp nào mới lại gặp gỡ cơ duyên này. Thật đúng như trong bài kệ Khai Kinh đã nói, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ. Nay chúng ta đã gặp, cơ duyên này đáng quý lắm. Ý niệm gì cũng đều phải buông xuống. Quý vị có thể nắm chắc một câu Phật hiệu này, quý vị sẽ có năng lực cứu độ người nhà quyến thuộc thân yêu nhất. Quý vị cũng có năng lực quá độ quán gia trái chủ. Nếu quý vị không nắm vững cơ duyên này, sẽ vĩnh viễn quan quan tương báo trong lục đạo, chẳng bao giờ xong. Càng nghĩ đến chuyện này càng thấy đáng sợ. Cớ sao chẳng dành thời gian quý báu để khéo niệm Phật, niệm cho hết sạch tất cả vọng niệm của chính mình? Đấy là chân chánh niệm Phật. Trong hết thảy các pháp môn tu hành, quả thật không có một pháp môn nào thuận tiện như thế này. Pháp môn này chẳng hề trở ngại công việc và nếp sống của chúng ta. Đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể niệm. Lúc rảnh có thể niệm, mà lúc làm việc cũng có thể niệm. Chẳng giống với các pháp môn khác, quý vị tu những pháp môn khác phải buông mọi chuyện khác xuống. Còn pháp môn này chẳng bỏ bê công việc mà vẫn có thể niệm. Vì thế nó thật sự là pháp môn thuận tiện nhất.